Hãy xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hãy chia sẻ với tất cả các bạn cái cách chúng ta trị trào ngược dạ dày tại nhà khá là đơn giản và hiệu quả. Thì khi mà các bạn có những cái biểu hiện sau đây thì mình có thể là mình mắc phải bệnh trào ngược dạ dày, chẳng hạn như là ở chua nè, ở hơi, kèm theo là rát họng, khó chịu, đầy bụng, khó tiêu. Thầy muốn chia sẻ đến tất cả các bạn đó, chúng ta dùng mật ong trị trào ngược dạ dày. Thì trong tại sao mà mật ong nó trị được trào ngược dạ dày? Vì trong mật ong á, nó dường như là một chất là kháng viêm tự nhiên, thì nó có công dụng là điều trị trào ngược dạ dày, đem về hiệu quả rất là cao. Trong đó mật ong nó chứa những cái vitamin, đường tự nhiên và các canxi, kali, sắt, magnesium, đạm, phốt pho, hăng văn ha. Thì được những cái chất này nó có khả năng là trung hòa axit của dịch vị dạ dày, nó chống trào ngược, nó khả năng là kháng viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa rất là cao. Vì vậy nó giúp cho chúng ta là trong điều trị trào ngược dạ dày hay đau dạ dày rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn có khả năng là tiêu diệt hiệu quả cái vi khuẩn mà nó gây hại cho dạ dày chúng ta. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có là mật ong, và gừng. Các bạn có thể sử dụng gừng tươi như thế này, hoặc là nếu như để tiện hơn trong quá trình uống mỗi ngày thì các bạn sử dụng là bột gừng cho nhanh ha. Ở đây là bột gừng hiện mua thì cũng rất là rẻ, một hũ như vậy chỉ chưa tới 20 ngàn nữa thì mình uống sử dụng rất là nhiều lần. Còn nếu như các bạn thích uống gừng tươi thì mình có thể sử dụng một cánh gừng tươi như thế này. Và cái cách thực hiện như sau nha. Bạn sử dụng là một muỗng bột gừng. Các bạn cho vào đây là 100ml nước sôi. Sau khi các bạn để nước này là nguội khoảng chừng 40 đến 50 độ thì các bạn cho vào đây là một muỗng mật ong. Thì đối với mật ong thì các bạn không nên sử dụng nước quá sôi ha, mà mình để cho nguội khoảng chừng 40 đến 50 độ là được rồi. Và các bạn cho một muỗng cà phê vào. Khi các bạn được một hỗn hợp là gừng và mật ong này, các bạn sử dụng là ngày 2 lần, trước bữa ăn sáng và trước bữa ăn chiều là 15 đến 20 phút. Gừng và mật ong này sẽ giúp các bạn giảm cái tình trạng trào ngược và dạ dày rất là hiệu quả. Nếu các bạn nào đang bị trào ngược dạ dày mà muốn áp dụng cái cách đơn giản nhất thì hãy thử cái cách áp dụng trà mật ong và gừng này để giúp chúng ta giảm cái tình trạng trào ngược dạ dày. Hãy hy vọng rằng là các anh các chị coi video và áp dụng cho mình được hết bệnh và có thật là nhiều sức khỏe. Nếu các anh các chị thấy video hữu ích cho Hỷ một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy. Hỷ xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.